Khi còn trẻ, chúng ta thường có ham muốn tình dục mạnh mẽ và hầu hết chúng ta cố gắng xử lý ham muốn này bằng cách kiểm soát chúng và đưa chúng vào khuôn phép kỷ luật. Vì nếu không kiềm chế chúng, ta sẽ bị ám ảnh bởi những ham muốn nhục dục. Suy nghĩ của chúng ta, cuộc sống của chúng ta náo hoạt, khô khan, giả dối và rỗng tuếch. Chúng ta bị đói khát về cảm xúc, tình cảm. Chúng ta lặp đi lặp lại trong công việc, trong học tập, trong tôn giáo. Chúng ta bắt chước, lặp đi lặp lại. Chúng ta bị điều hành và bị kiểm soát về mặt xã hội, chính trị, kinh tế. Chúng ta không phải là những con người hạnh phúc. Chúng ta không có sức sống và niềm vui hân hoan, không có sự giải phóng sâu sắc trong tư tưởng và hoạt động hàng ngày. Bị trói buộc và giam hãm tứ bề thì tình dục nghiễm nhiên trở thành lối thoát duy nhất, một trải nghiệm thường xuyên được tìm tới vì nó mang tới cho ta một trạng thái hạnh phúc ngắn ngủi, trạng thái không còn sự xuất hiện của cái tôi. Vấn đề không phải là chuyện tình dục mà là sự ham muốn khơi dậy lại trạng thái hạnh phúc, có được và duy trì niềm khoái lạc, dù đó là khoái lạc tình dục hay bất cứ khoái lạc nào khác. Đối tượng mà ta thực sự tìm kiếm là niềm đam mê mãnh liệt cái khoảnh khắc phủ nhận cái tôi này, đồng hóa bản thân với cái gì đó mà ta có thể hoàn toàn đánh mất chính mình, vì chính chúng ta thấy rằng cái tôi này là thứ nhỏ bé tầm thường và là cội nguồn của sự đau khổ, dù ý thức hay vô thức. Cho nên chúng ta đều muốn đánh mất chính mình trong trạng thái phấn khích ấy, trong những lối suy nghĩ kiêu ngạo hay trong cảm giác thô thiển nào đó. Khi ta tìm cách trốn thoát khỏi cái tôi thì phương tiện trốn thoát là rất quan trọng, và thế là chúng cũng trở thành nỗi đau khổ đối với ta. Nếu ta không tìm hiểu những trở ngại đang ngăn cản lối sống sáng tạo, tức lối sống không vướng lụy cái tôi, ta sẽ không thể hiểu hết vấn đề liên quan đến tình dục. Một trong những trở ngại cho lối sống sáng tạo là sự sợ hãi, mà kính trọng cũng là một biểu hiện của nỗi sợ. Những người đáng kính, tức những người bị bó buộc về luân lý, thì không ý thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa của cuộc sống. Họ bị vây bọc giữa những bức tường đứng đắn đạo mạo của mình và không thể thấy được bên ngoài những bức tường ấy. Luân lý được tô vẽ bởi giai cấp xã hội của họ dựa trên các quan điểm và đức tin tôn giáo vốn không liên quan gì đến thực tại, và khi ẩn náu sau nó, họ đang sống trong thế giới của những ảo tưởng do chính họ tạo ra. Bất chấp cái luân lý tự mình áp đặt và thỏa mãn, những người đáng kính cũng sống trong sự hoang mang, khốn khổ và xung đột. Sợ hãi, kết quả của việc theo đuổi cảm giác an toàn, khiến cho ta yên lòng, bắt chước và tuân phục thế lực thống trị, theo đó ngăn chặn lối sống sáng tạo. Sống sáng tạo là sống tự do, là sống không sợ hãi. Cho nên trạng thái sáng tạo chỉ có thể có khi tinh thần không bị bó buộc vào sự ham muốn và thỏa mãn của những ham muốn. Chỉ bằng cách quan sát trái tim và trí óc với một sự quan sát tinh tế thì ta mới có thể xóa sạch những phương cách ẩn giấu của ham muốn. Càng có tình yêu thương và suy nghĩ thấu đáo thì ham muốn càng khó chi phối tâm trí ta. Chỉ khi nào không có tình yêu thương thì cảm giác sẽ trở thành một vấn đề gây ám ảnh. Cảm giác trở nên quan trọng đối với chúng ta bởi chúng ta đã chú trọng quá mức đến các giá trị giác quan. Qua sách vở, qua quảng cáo, qua phim ảnh và hàng ngàn hình thức khác, các phương diện khác nhau của cảm giác liên tục được nhấn mạnh. Những buổi duyệt binh, cuộc meeting, những màn thánh lễ, kịch nghệ và các hình thức giải trí khác, tất cả đều khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự kích thích không ngừng nghỉ, và chúng ta lấy làm vui thích với sự khơi gợi này. Chỉ khi ta hiểu rõ sự theo đuổi về mặt cảm giác ấy, tức một trong những hoạt động chủ chốt của tâm trí, thì sự khoái lạc, phấn khích, bạo lực sẽ không còn thống trị trong đời sống của ta nữa. Chính vì không có tình yêu nên tình dục, một hình thức theo đuổi cảm giác, đã trở thành vấn đề ám ảnh. Khi có tình yêu sẽ có sự chín chắn, sẽ không ai còn cố gắng trở thành người chín chắn. Đức hạnh đến cùng sự tự do, nó đến khi ta hiểu rõ cái đang tồn tại, thực tại. Tôn giáo rất quan tâm đến đạo đức tình dục, nhưng họ lại cho phép ta sử dụng bạo lực và giết người nhân danh lòng yêu nước, buông mình vào thói đố kỵ, tàn nhẫn và xảo quyệt, theo đuổi quyền lực và sự thành công. Tại sao họ lại quan tâm đến loại đạo đức đặc thù này đến thế, chứ không công kích sự bóc lột, tham lam và chiến tranh? Đó chẳng phải vì các tôn giáo tồn tại được là nhờ vào nỗi sợ hãi, hy vọng của chúng ta, sự đố kỵ và chia rẽ của chúng ta hay sao? Cho nên trong tôn giáo, cũng như trong mọi lĩnh vực khác, tâm trí đều phóng chiếu những ham muốn của chính nó.
chừng nào vẫn còn chưa thông hiểu sâu sắc về toàn bộ diễn trình của ham muốn, thì định chế hôn nhân như cách nó tồn tại hiện nay, dù ở phương Đông hay phương Tây, thì không thể có được câu trả lời thỏa đáng cho vấn đề tình dục. Việc ký kết một bản hợp đồng hôn nhân không đồng nghĩa sẽ mang lại tình yêu, và cũng không phải làm cho nhau thỏa mãn là cơ sở để gây dựng tình yêu. Hãy cứ mang lại sự an toàn và yên tâm thì sẽ có tình yêu. Tất cả hành vi này đều thuộc về tâm trí, và đó là lý do tại sao tình yêu chiếm vị trí quá nhỏ nhoi trong đời sống của chúng ta. Tình yêu không thuộc về tâm trí, tình yêu hoàn toàn độc lập với tư tưởng, cùng với những tính toán đầy ma mãnh, những nhu cầu và phản ứng tự vệ. Khi có tình yêu, tình dục không bao giờ là vấn đề. Chính việc thiếu vắng tình yêu mới gây ra vấn đề. Sự cản trở và né tránh của tâm trí sinh ra vấn đề, chứ không phải tình dục hay bất cứ vấn đề cụ thể nào khác. Đó là lý do tại sao thật quan trọng khi hiểu rõ diễn trình của tâm trí, bao gồm sự quyến rũ và lôi kéo của tâm trí, với những phản ứng của tâm trí trước người có ngoại hình đẹp và người có ngoại hình xấu. Chúng ta nên quan sát bản thân, nhận biết về cách chúng ta đánh giá người khác. Khó khăn trong tất cả các vấn đề này, đó là bản thân chúng ta, những người làm cha mẹ và những người làm thầy, đã hoàn toàn trở nên mệt mỏi và mất hy vọng, vô cùng hoang mang và bất an. Cuộc sống đè nặng lên vai chúng ta, và chúng ta muốn được thanh thản, chúng ta muốn được yêu thương. Đời sống nội tâm của chúng ta nghèo nàn và thiếu thốn, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng giáo dục con cái mình một cách đúng đắn? Đó là lý do tại sao vấn đề chính không phải là học sinh mà là người thầy. Trái tim và tâm trí ta phải được thanh tẩy trước khi ta dạy bảo người khác. Nếu bản thân nhà giáo dục bị hoang mang, không chân thật, lạc lối trong mê lộ ham muốn của chính mình, thì làm thế nào anh ta có thể truyền đạt được những điều thông thái hay giúp người khác định ra lối đi đúng đắn trong cuộc đời? Nhưng chúng ta không phải những cỗ máy được hiểu và được sửa chữa bởi các chuyên gia. Chúng ta là kết quả của một loạt các ảnh hưởng và các biến cố lâu dài. Và mỗi người trong chúng ta phải làm sáng tỏ và hiểu ra tình trạng hỗn loạn trong chính bản thân mình.